các em hãy tìm từ trải nghiệm với cụm từ cuộc đời màu hồng nào. Thưa cô, đó là cụm từ hóa đơn tiền điện ạ. Hả? Cô đố em biết câu tục ngữ mối hở răng lành khuyên ta điều gì? Dạ thưa cô, câu tục ngữ khuyên ta không nên cười vào mùa đông cô ạ. Hả? Cô hỏi em thêm một câu, em biết tài răng nước biển lại mặn không? Thưa cô,